đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Triệu Lộ Tư tiếp tục bị mắng thảm vì đụng tới Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch. Triệu Lộ Tư bị mắng chiêu trò khi cố tình đụng tới Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Đường Yên. Ở tuổi 24, Triệu Lộ Tư gặt hái được rất nhiều thành công. Dù còn khá trẻ nhưng cô đã có vai diễn được nhiều người biết đến là Trình Thiếu Thương, tác phẩm nổi tiếng Tinh Hán Sáng Lạng, đại ngôn thương hiệu cao cấp, tác phẩm chiếu đài CCTV lọt top. Triệu Lộ Tư là nữ diễn viên đầu tiên của lứa 95 trở thành đại diện cho nhãn hàng xa xỉ. Cô cũng được đánh giá là người đứng đầu lứa tiểu hoa 95. Thành tích mà người đẹp họ Triệu đạt được khiến nhiều người phải đỏ mắt ghen tị. Bên cạnh đó, cô cũng bỏ xa rất nhiều đồng nghiệp cùng thời với thành công ngoài mong đợi. Trước sự phát triển của nữ diễn viên sinh năm 1998, có người còn cho rằng Triệu Lộ Tư năm 24 tuổi còn thành công hơn các tiểu hoa sinh sau 1985. Đồng thời, vấn đề này cũng trở thành chủ đề được cư dân mạng thảo luận sôi nổi. Lứa tiểu hoa 85 gồm Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đường Yên, đây đều là những cái tên quen thuộc của giới phim ảnh đại lục. Đồng thời, nhóm tiểu hoa 85 sở hữu lượng fan cực kỳ đông đảo. Do đó, việc so sánh Triệu Lộ Tư với dàn nữ minh tinh này đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Thậm chí, người đẹp họ Triệu còn bị mắng là cố tình cọ nhiệt đàn chị. Một bộ phận nhận xét, cô đi lên từ con đường hắc hồng, bị chửi mà nổi tiếng, từng lợi dụng tiêu chiến Triệu Lệ Dĩnh nên bây giờ tiếp tục thực hiện chiêu cũ. Bình luận netizen: Triệu Lộ Tư đang phấn đấu để toàn mạng xã hội mắng chửi rồi tìm đường lên hàng đỉnh lưu hả? Biết là hắc hồng nhưng cũng đừng trơ trẽn như thế chứ. Tưởng Triệu Lộ Tư ổn định rồi thì sẽ bớt tuyên truyền kiểu này nhưng không, nhất quyết không từ bỏ con đường ké nhiệt dẫm đạp tứ phương tám hướng này. Tôi càng ngày càng khâm phục sự can đảm của cô Tư. Thực tích ấn tượng nhất là trở thành trà xanh quốc dân năm 24 tuổi. Triệu Lộ Tư giờ muốn đạp đầu lứa tiểu hoa 85 à? Xin nói thẳng là không có cửa nhé. Lý do khiến cư dân mạng khó chịu là vì thực tích của Triệu Lộ Tư cao hơn đồng nghiệp cùng lứa nhưng không thể so được với dàn tiểu hoa 85. Dương Mịch đã nổi rần rần khi vào vai Quách Tương năm 28 tuổi. Đường Yên cũng được đề cử Bạch Ngọc Lan năm 24 tuổi. Cùng độ tuổi với Triệu Lộ Tư, Lưu Thi Thi đã nổi đình nổi đám với bộ phim ăn khách nhất 2011 bộ Kinh Tâm. Xét trên mọi tiêu chí, người đẹp họ Triệu đều thua xa nhóm đàn chị. Lên sóng chưa đầy một ngày, phim mới Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh đã phá mốc nhiệt độ kỷ lục. Đóng phim quá nhập tâm, Triệu Lệ Dĩnh bị bố ruột nhắc nhẹ. Vào ngày 27 tháng 11, bộ phim Gió Thổi Bán Hạ với sự tham gia diễn chính của Triệu Lệ Dĩnh đã chính thức lên sóng giờ vàng trên đài Chiết Giang và Giang Tô sau nhiều ngày chờ đợi. Chỉ sau chưa đầy 24 giờ lên sóng, bộ phim đã phá mức điểm 8.500 nhiệt độ trên nền tảng EQE. Độ thảo luận và rating ngày đầu phát sóng cũng khá ấn tượng. Tập 1, 2 đài Chiết Giang rating trung bình 0.37%, cao nhất 0.5%. Tập 1, 2 đài Giang Tô rating trung bình 0.23%, cao nhất 0.37%. Chỉ số truyền thông viên trang bản phim chiếu đài đạt top 1 ngày đầu phát sóng, 68.24. Bản viên trang nhân vật Hứa Bán Hạ, Triệu Lệ Dĩnh, đạt top 5 ngày đầu phát sóng, 8.59. Không chỉ ghi nhận thành tích ấn tượng, Gió Thổi Bán Hạ còn nhận được phản ứng tích cực từ khán giả bởi nội dung hấp dẫn đầy chất hiện thực. Theo đó, nữ chính Triệu Lệ Dĩnh cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi về cả tạo hình, diễn xuất lẫn lời thoại. Sau nhiều năm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, cái tên Triệu Lệ Dĩnh được xem là bảo chứng cho nhiều tác phẩm mà cô tham gia. Sự góp mặt của cô phần nào khiến khán giả yên tâm về khả năng diễn xuất. Trong đó, Triệu Lệ Dĩnh được xem là linh hồn của Gió Thổi Bán Hạ khi cô có những phân cảnh gây xúc động, đặc biệt những cảnh cô bị đánh ghen hay cam chịu vì bị người chồng vũ phu bạo hành dã man đều được thể hiện khá tốt. Có được điều này nhờ nhiều năm qua, Triệu Lệ Dĩnh không ngừng trau dồi kỹ năng diễn xuất, cô cũng từng bước chuyển mình sang phim chính kịch thay vì phim thần tượng như trước. Ngoài ra, Gió Thổi Bán Hạ còn được đánh giá chân thật khi không dùng công nghệ để làm đẹp gương mặt diễn viên. Thay vào đó, đoàn làm phim để gương mặt Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn tự nhiên, giúp tạo được tính chân thật qua nét biểu cảm của cô. Phim truyền hình Gió Thổi Bán Hạ do Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai chính đã nhận về phản ứng tích cực ngay sau khi phát sóng. Mới đây, nữ diễn viên đã có cuộc phỏng vấn liên quan nhân vật Hứa Bán Hạ và tiết lộ phản ứng thú vị của cha mình. Hashtag liên quan, cha Triệu Lệ Dĩnh lo lắng cô ấy nhập vai quá mức, lập tức chiếm no, một bản hot search Weibo. Trong chương trình Chinese Drama của nền tảng Iki, Triệu Lệ Dĩnh vui vẻ kể về tin nhắn của cha cô gửi đến trong ngày đầu tiên gia nhập đoàn phim Gió Thổi Bán Hạ. Biết được nội dung kịch bản, vai diễn của con gái có mối quan hệ cha con trên phim không tốt đẹp,
cha của nữ hoàng Rating liền gửi tin nhắn nhắc nhở con gái đừng quá nhập tâm vào vai diễn. Ông sợ cô nàng sẽ bị ảnh hưởng tính cách của nhân vật nữ chính Hứa Bán Hạ. Bởi trước đó, khi tham gia Minh Lan truyện, mối quan hệ cha con của nhân vật mà cô nàng thủ vai cũng không mấy hòa thuận. Triệu Lệ Dĩnh đã hoàn toàn nhập vai và khi trở lại với cuộc sống hàng ngày cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Cách nói chuyện của cô nàng với cha ruột mang giọng điệu tương tự như nữ chính trong phim. Chính vì vậy, sau khi biết vai diễn của con gái một lần nữa bất hòa với người cha, ông đã bày tỏ nỗi lo ngay khi cô tham gia vào đoàn phim. Người hâm mộ nhận định Triệu Lệ Dĩnh là ngôi sao rất kinh nghiệm, luôn sống cùng nhân vật. Khi nhận vai Hà Hạnh Phúc, một nông dân vất vả, Lệ Dĩnh gầy đi thấy rõ. Sang đến vai Bán Hạ, cô tăng cân để tròn hơn, đúng khí chất bà chủ lương lẹo trong thương trường. Do đó, nỗi lo của bố Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn có cơ sở. Tranh cãi xung quanh việc Hương Mật Tựa Khói Sương là thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của Dương Tử. Hương Mật Tựa Khói Sương chính là đỉnh cao của Dương Tử cả về nhan sắc lẫn diễn xuất. Mới đây, netizen đã sôi nổi thảo luận về Cẩm Mịch, vai diễn của Dương Tử trong Hương Mật Tựa Khói Sương, tạo hình độc nhất vô nhị. Phong cách mới lạ và cách trang điểm phù hợp với nhân vật khiến khán giả đặt ra nghi vấn phải chăng đây chính là thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của cô nàng. Hương Mật Tựa Khói Sương lên sóng vào ngày 2 tháng 8 năm 2018 đã thực sự trở thành cơn sốt không chỉ riêng ở Trung Quốc mà còn khiến các khán giả châu Á mê mẩn theo dõi từng tập. Bộ phim cũng đưa tên tuổi của Đặng Luân, Dương Tử lên hàng sao hạng A, chiếm lĩnh các bảng xếp hạng về mức độ nổi tiếng. Vai diễn tiên tử Cẩm Mịch là điểm sáng trong sự nghiệp của Dương Tử. Trong phim, cả nhan sắc lẫn khả năng diễn xuất của cô nàng đều ở trạng thái tốt nhất. Khuôn mặt tròn, đôi mắt long lanh giúp ngôi sao họ Dương tái hiện hình ảnh một tiên tử thơ ngây, đáng yêu, nghịch ngợm khiến ai cũng siêu lòng. Những phân cảnh ngược tâm giúp Dương Tử có thêm danh hiệu nữ hoàng cảnh khóc. Mỗi khi nữ diễn viên rơi nước mắt đều trở thành đề tài cực hot trên mạng xã hội, khiến khán giả xem cũng thấy thỏa mãn. Khoảnh khắc Cẩm Mịch từ chối tình yêu dành cho Húc Phượng, Đặng Luân tại lễ cưới trên thiên giới, hai chữ chưa từng được Dương Tử diễn quá đỉnh, trở thành phân đoạn ngược kinh điển trong dòng phim cổ trang tiên hiệp. Sau thành công của Hương Mật Tựa Khói Sương, Dương Tử thoát mắt diễn viên nhí, liên tục đảm nhận vai chính trong loạt dự án lớn. Thành công nhất sau này phải kể đến Cá Mực Hầm Mật, dạng vai ngốc nghếch, đáng yêu tiếp tục được nữ diễn viên thể hiện thành công. Tuy nhiên, càng về sau diễn xuất của ngôi sao họ Dương càng đi xuống, việc lặp lại quá nhiều một dạng vai diễn quen thuộc khiến người xem cảm thấy nhàm chán. Trong bộ phim Trầm Vụng Hương Phai lên sóng trong năm 2022, Dương Tử bị ném đá vì diễn lại kiểu nhân vật từ 4 năm trước nhưng gây thất vọng vì nhan sắc xuống cấp, kỹ năng không có gì tiến bộ. Có bước đệm thành công nhờ Hương Mật Tựa Khói Sương nhưng Dương Tử không thể vụt sáng hơn nữa vì đi theo lối mòn, chọn vai một màu. Tuy nhiên, vẫn không thể phủ nhận sự thật rằng Hương Mật Tựa Khói Sương chính là đỉnh cao trong sự nghiệp của Dương Tử. Chẳng cần xuất hiện cùng nhau, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn khiến fan ăn no cẩu lương vì hành động này. Netizen so sánh thái độ của Trần Triết Viễn và Tiêu Chiến trong sự kiện Tầm Nhìn Weibo vừa qua. Thái độ thế nào mà một người được khen một người lại bị chê? Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, sâu cân ái khiến fan sốt sình sịch ngay trong ngày diễn ra đêm hội Weibo 2022. Đêm hội Tầm Nhìn Weibo Netizen Trung đã kết thúc, nhưng sự quan tâm của khán giả dành cho sự kiện này vẫn chưa hề kết thúc. Mới đây, cộng đồng netizen bên Trung đang bàn tán với nhau về EQ của hai ngôi sao Trần Triết Viễn và Tiêu Chiến trong sự kiện này. Có thể thấy mỗi sự kiện lớn thường là cách tốt nhất để có thể soi ra được tính cách của một ngôi sao, và đêm hội Tầm Nhìn Weibo cũng không phải là ngoại lệ, đặc biệt khi ban tổ chức sắp xếp các ngôi sao cùng lên sân khấu để nhận giải thưởng. Vì là sự kiện trực tiếp nên các ngôi sao tham dự sẽ không thể nào tập dượt được trước, vì vậy họ rất dễ bộc lộ tính cách và EQ thật của mình ra. Khi bốn diễn viên Dương Siêu Việt, Bạch Vũ Phàm, Trần Triết Viễn và Tề Tư Quân lên nhận giải thưởng diễn viên mới của năm, đàn chị Trương Mông đã lên trao tặng hoa cho họ. Rất nhiều người có thể nhìn thấy được động tác nhận hoa của các diễn viên. Nam chính của Vụng Trộm Không Thể Giấu đã nhận hoa mà Trương Mông đưa tới bằng một tay, trong khi đó Bạch Vũ Phàm đã dùng hai tay để nhận hoa của đàn chị đưa cho mình. Đến khi phát biểu, Dương Siêu Việt là người phát biểu đầu tiên và do vị trí của micro hơi thấp, khi cô đang gặp khó khăn để nói thì đột nhiên có người đã đưa tay ra giúp Dương Siêu Việt điều chỉnh lại micro. Khi cô nhìn qua thì đó chính là Tề Tư Quân đã giúp cô. Nhưng khi máy quay lia qua, mọi người có thể thấy được là giữa Tề Tư Quân và Dương Siêu Việt còn có Trần Triết Viễn đứng ở giữa.
và anh chàng đã không hề có động thái gì giúp đỡ cho đồng nghiệp của mình. Sau đó netizen đã đề cập đến tiêu chí người duy nhất cúi đầu 90 độ đến 2 lần là trước và sau khi nhận giải thưởng, diễn viên biểu hiện tốt của năm. Anh cũng là người duy nhất cúi đầu chào những người ngồi phía dưới để cảm ơn. Từ đó có thể thấy được thái độ khác biệt của hai ngôi sao nam này thông qua một sự kiện trực tiếp. Ngoài dành lời khen ngợi cho Tiêu Chiến, dù hiện giờ anh đã trở thành đỉnh lưu của CBiz, là sao nam có giá trị thương mại cao nhất hiện nay, nhưng có thể thấy Tiêu Chiến vẫn giữ được tính cách chân thành ban đầu của mình, một người luôn khiêm tốn và lịch sự. Netizen cũng hy vọng nam chính của Vụng Trộm Không Thể Giấu có thể cải thiện được EQ của mình. Được biết, Trần Triết Viễn vừa hoàn thành xong bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu đóng cùng Triệu Lộ Tư. Bộ phim được kỳ vọng sẽ hot như Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên của Dương Dương và Trịnh Sản. Tối ngày 29 tháng 11 vừa qua, đêm hội Weibo 2022, hội nghị tầm nhìn Weibo 2022 đã chính thức được diễn ra với sự đổ bộ của dàn minh tinh nổi tiếng làng giải trí Hoa ngữ như Tiêu Chiến, Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lộ Tư. Thời điểm ban tổ chức xác nhận dàn khách mời tham dự đêm hội, sự vắng mặt của Vương Nhất Bác đã khiến rất nhiều người hâm mộ hụt hẫng, đặc biệt là fan couple Bác Quân Nhất Tiêu, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, bởi không thể được nhìn thấy cảnh hai người sóng vai nhau đi trên thảm đỏ. Có lẽ vì hiểu được nỗi buồn đó của fan, mà dù một người, Vương Nhất Bác, ở nhà, một người, Tiêu Chiến, mãi chạy sự kiện, nhưng vẫn không quên phát phúc lợi, bù đắp cho người hâm mộ. Dù chiếc hình này phải tinh mắt mới nhận ra, song vẫn đủ để fan couple vui vẻ cả ngày dài. Cụ thể, chẳng biết là vô tình trùng hợp hay cố ý, đúng vào thời điểm Tiêu Chiến lên sân khấu nhận giải thưởng của đêm hội Weibo, Vương Nhất Bác đã bất ngờ cập nhật video đu trend trên Douyin, thời gian không chệch một giây, khiến fan không tránh khỏi những suy nghĩ sâu xa. Chưa dừng tại đó, nhiều người còn phát hiện ra bộ trang phục mà Tiêu Chiến mặc trong lúc lên nhận giải cũng có liên quan không nhỏ tới Vương Nhất Bác, niềm vui theo đó lại được nhân đôi. Có thể đối với những fan only hay người qua đường, những chiếc hình trên gần như chẳng nói lên được điều gì, nhưng trong mắt fan couple, ngày ngày hóng, thuyền cập bến, thì dẫu chỉ là một chi tiết, suy đoán nhỏ cũng đủ để họ thỏa mãn, vui mừng. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến từng có cơ hội hợp tác trong siêu phẩm đam mỹ Trần Tình Lệnh 2019, couple Bác Quân Nhất Tiêu cũng ra đời từ đó. Cho tới nay, dù đã qua một thời gian khá dài, nhưng đây vẫn là cặp đôi có lượng fan hùng hậu, đông đảo nhất CBiz.